Ôi ôi, cái quả nhạc nghe tê vãi các bạn ạ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi Alien Shooter nha các bạn, một tựa game huyền thoại gắn liền với tuổi thơ của chúng ta, nhưng mình sẽ trải nghiệm nó với cái trải nghiệm hoàn toàn khác các bạn. Nó là game TD nha các bạn, game Tower Defense, chứ không phải các bạn sẽ điều khiển cái thằng nhân vật bằng những cái phím đi, những phím di chuyển mà các bạn bắn. Ở cái game này á, cái việc các bạn phải làm á là thủ thành thôi. Ok, nó kêu mình chọn số 1. Start. Rồi, trong này thì mình sẽ chọn những cái SWAT lính của mình nha. Rồi, cho một thằng vô SWAT nè. Và mình mới unlock được có một thằng shotgun thôi. Rồi, mình crawl lính ra, mình kéo ra đây. Nhưng mà... à đây, click begin. Cái này zoom ra zoom vô, đúng nè. Rồi, để coi nó bắn sao nha. Bụp, bụp, bụp. Rồi, được á. U, nó bắn trúng mấy cái bình xăng, nó nổ nè. À, ok. Và lính này có đạn nha anh em. Mỗi lần nạp đạn là 10 đồng á. Rồi mình có thể bấm tiếp tục để cho nó ra cái quay tiếp theo nè. Đấy, xong bắn. Ừ, tụi mày không bắn đi. Theo mình thấy là hai thằng này là ổn rồi nè. Ở trên mua đạn cho nó. Từ từ các bạn, để mình chỉnh cái nhạc nhỏ lại. Ôi, trong đây có game setting nè, graphic setting. Cái graphic này mình chỉ chỉnh được màu máu với lại bóng thôi, với lại độ bóng thôi. Auto refill armor đi. Rồi show cái extra panel, auto 2 extra panel. Cái này mình không biết. Đây, mình bật cái này lên để cho nó lúc nào nó cũng hiện cái chỗ mà mình xây nè. Rồi, nè, nó sẽ hiện cái chỗ mà mình xây nè. Cái hàng này thọc ghê thiệt chứ. Mình cho nhạc nó nhỏ lại một chút các bạn. Vẫn có nhạc ở nền nhưng mà nó sẽ nhỏ. Ớ, tiền. Hay là mình... à, mình đủ mà. Xây thêm đi. Cái này tại vì nó có con đường à. Bắn ý. Không bắn. Ô vãi, thằng lính này lát à. Rồi ok, mình đã qua cái vòng đầu tiên các bạn. Cái độ khó là easy nha. Net mission đi ha. Hay tôi đổi map. Net mission đi. Ok, bây giờ mình đã có một cái rương. Rồi open thôi. Click right to open. Một cây shotgun nè. 2 cây shotgun nè. 3 cây shotgun. Rồi một cây súng AK. Một cây súng nhắm. Một cây shotgun. Cái này mình pha bằng tiền hả? Ok, hiểu rồi. Rồi mình có một cái mớ súng luôn. Mình có một mớ súng. Rồi continue. Cái này là equipment shotgun. À, cái này là ray các bạn, cái này là xếp loại, kiểu như là nó sẽ xếp theo cái chủng loại nè. Hình như cái này càng cao á thì súng càng xịn. Đúng không? Ồ vãi. Nó thấp hơn thì mình có thể recycle nó các bạn. Z nè. Recycle nó sẽ ra những cái nguyên liệu với lại tiền. Rồi, continue thôi. Rồi, equip nó. Tại sao mình không lấy cây này? Cây này rẻ hơn mà. Đúng không? Cái cây này rẻ tiền, cái cây này nó nạp đạn rẻ tiền hơn nè. Nhưng mà có thể là đam nó không bằng thôi, nhưng mà nạp đạn nó rẻ tiền hơn. Ok, bây giờ mình có thể thuê. Ok, rồi. Nó bắt mình chơi các bạn. Rồi, chơi thử màn 2 coi. Rồi, auto SWAT như nãy thôi. Rồi, play. Mình có thể zoom bằng chuột giữa. Rồi, được rồi. Rồi, mình xây thôi. Bỏ lính AK xuống rồi. Rồi. Cái này nó hiện lên nè các bạn. Nó hiện cái thông tin lên nè. Nó cũng hiện thông tin quái nha. Nè nó báo cái này 1 đồng nè. Attention gì đây? À mình có thể xài bom, xài mìn. Rồi, cắt cái này đi. Thôi cứ để ra đi để cho mình biết. Bắn bởi bóng đèn, vải trưởng. Đó gì đây? À nguyên liệu. Nó rất là nguyên liệu các bạn ạ. À cái này mình có thể cho nó đi nhanh nè, cho nó tô nhanh nè. Thấy ghê quá. Nó đi một vòng qua bên này thì nó sẽ vòng qua cái thằng lính này nữa nha. Cho nên mình sẽ xây một thằng shotgun ở đây đi. Rồi mình có thể zoom vô zoom ra vậy nè. Hình như những cái thùng này là có chứa supply này các bạn, có chứa súng hay là cái gì nè. Đó qua tiếp theo. Rồi shotgun đứng đây đi. Rồi, cho nó tô nhanh đi. Mấy này có giáp nè. Đúng không? Rồi. Đúng rồi, nó có giáp rồi. Ủa bắn nổi lên đây. Bắn nó đi. Trời ơi chết không? Ừ hay lắm. Qua rồi. À bên này có giáp ta. Mém rớt luôn á. Rồi tôi đã map rồi các bạn. Ở đây mình tới đây mình có thể mở được một cái rương nữa nè. Từ skill. Ok mình có thể training nha các bạn. Mình có thể training mấy thằng lính này. 1 đồng hả? À ok. Cái này là tốc độ bắn này phải, red fire nè. Cộng thêm 6%. Training được không? 26 được. Training rẻ nè. Cái này là tầm bắn. Training cái nữa. Mang lính này training rẻ chứ. Training coi. Cái này mình có thể thuê chưa? Thuê luôn đi. Training sao? Cũng 200 mấy rồi đâu có mắc đâu. À lên nè. À thêm 1 skill cho cái reverse nữa. Rồi nó mới mở cái này. Rồi lên nè. Cái này tốc độ bắn. Cái này là đam. Đam cho những cái thằng mà không có giáp. Mình nghĩ mình nên tăng tốc độ bắn đi. Ủa chưa hả? Ủa training lên level 3 rồi mà. Thôi kệ bà đi. Cái này là bắn tẻ đạn nè. Cái này là cộng thêm số lượng đạn. Training coi. Cái này nó chia 2 nhánh nha. Không biết là mình nâng một cái thì mình có thể nâng được cái kia không? Mình sợ nó không nâng được cái kia hay sao. Cái này đi ha. Cái này nó sẽ pallet, nó sẽ bẻ đạn ra này để xử lý đám đông thôi. Ngăn cái này đi. Còn 800 training nè. 800 training đủ cái nè. Chỗ này nó tăng đam nè. Tăng đam cho những cái thằng không có giáp. Cái này thì mình đã thuê rồi. Đây, giờ thôi. Tiếp ôi. Cái tiếng gì vậy? Ammunition nè. À cái này là bom. Drop thì mình có thể ạp vô một thằng nữa. Thằng này là thằng lính súng phun lửa à. Okay. Má ơi sao mà thấy cái đường đi nó thấy ghê vậy trời. 1 đường nè, 2 đường nè. Vậy mình chắc mình tập trung lính ở đây được rồi. Cái này như trong cái đen. À đây. Cái tiếng này chắc cái tiếng tua bin này nè các bạn. Rồi 110 tiền mình xây xuống thôi. Đây đi. Có 3 quay thôi. Rồi nó đi rất là chậm nha. À, hơi lực lực hơn nãy rồi đó, kiểu như mình bắn hơi ổn ổn hơn nữa. Đâu mình thử xài trái mìn coi nó nổ sao. Ồ, mau ngon thế. Ồ, được á. Bắn đi. Nó rớt ra đồ để, hình như đồ để nâng cấp các bạn, đây tiền. Tua. Đó, giáp rồi. Này là phun. À, nó phun. Nó phun ra băng. Thôi còn mấy giáp này sao đây ta? Mình nghi là nó chạy rồi. Thằng này bán được có 25 mà. Thôi coi như cái quay này sao. Thôi chắc cái quay này coi như bỏ rồi bạn. Coi như là bị lọt rồi đó. Có lính bay nữa. Chắc mình chưa đủ lực rồi các bạn. Để lọt rồi. Thôi chạy đi. Rớt ra cái gì nè. À, nó báo nè. Cái này mà về không thì coi như là mình thua các bạn. Rồi, không quan tâm nữa. Cái này, cái thằng này tầm bắn nó tốt lắm nè. Nó tốt hơn cái thằng shotgun nhiều. À, coi lọt đi kìa. Tôi qua nhanh nhanh chút đi. Có hai loại súng luôn. Mà không biết đam nó có như nhau không đó chứ. Sau này kiếm một cái gì đó nó có thể phá được giáp kìa. Đó, coi kìa. Ok ok, hồi nãy mình không để ý mình xài mền các bạn. Đó, mình xài mền này là xong à. Thôi kệ không sao đâu. Buổi sau mình cũng đâu có thua được. Không có được 3 sao thôi, không có được được clear thôi, nhưng mà ok. Rồi qua lẹ đi. Ủa cái thằng này bị bỏ đâu vậy? Rồi. Easy, mình chỉ được sao bạc thôi các bạn. To the map. Để coi bao nhiêu vòng. Tới đây luôn nè. Weapon. Ồ, mình chưa có lính súng nhắm các bạn. Mình đang có AK 24. Chắc mình equip vô cái ô đi. Có một cây shotgun màu xanh này là mình đang sử dụng nè. Cái shotgun màu xanh này nó rẻ hơn. Đâu để mình coi coi. Ủa, mình phải xem đam lắm ta. Đây. 620 đam, còn cái này ít hơn nè, bởi vì cái rank của nó thấp hơn rõ ràng. Nhưng mà mình nên cho nó vào đây đi. Còn cái này 10 thì mình recycle đi các bạn, recycle đi. À, súng là mình có thể nâng cấp này các bạn, upgrade nè, mình có thể upgrade nó lên. Tốn tiền, chỉ tốn nguyên liệu thôi các bạn. Cái này mình có thể nâng cấp súng, hơi tốn nguyên liệu á. Mình muốn training nó sơ sơ để cho nó mạnh hơn, để cho lính nó khỏe hơn. Trời ơi, 1.500, 1.001 luôn. Mày bà nó đi. Ray of Fire. Thằng này training đủ không? Không đủ tiền luôn. Rồi quay lại màn 1 các bạn, và mình sẽ chơi với độ khó của nó là normal nha. Thử coi nó có khác gì không. Màn 1 thì độ khó normal thôi. Tua nhanh đi. Giữ lại hai trái mìn. Rớt ra tiền, rớt ra tiền. Mình nên đặt một thằng lính để mình xử lý cái này. Nó bò cũng nhanh đấy. Trời ơi, nó nạp đạn cái nó hết bà nó tiền luôn rồi. Wow. Ok. Rồi mình normal mình qua nè mà mình được 4.000 mấy luôn. Mình được cái achievement Richman gì nè. Thôi tôi đờ map thôi. Tôi đờ map thì mình mới được chưa được 5.000 để mình mở rương các bạn. Đây là đây giá rương nè. Cái rương rẻ nhất. Cái rương mắc nhất. Nó có 8 item, nó chứa 8 item, trong đó có thể ra unique. Unique là đồ cam. Thì các bạn có thể thấy màu. Cam là ngon nhất nè. Tím là ngon nhì. Cuối cùng là rare. Và đồ trắng nữa. Nó sẽ ra, nó có đồ trắng nữa, đồ trắng thì chủ yếu là mình để item. Nó chỉ báo là số lượng. Đồ trắng là kiểu như là mình để recycle nó thôi. Đồ trắng thì mình cứ recycle nó thôi. Rồi. Tiếp tục training lính các bạn. Training. Đó. Cái này thêm đạn thôi. Ray of fire. Cái này mới ngon nè, cái này bắn giáp nè, cái này là bắn giáp nè các bạn. Dam to armor nè. Cộng vô thêm 4% đam giáp á. Training đi. Cái này cũng đam giáp nè. Xe file gì đó. Yes. Lên nè. Nâng 2 chiêu nha. Nâng 2 chiêu mình mới mở được chiêu sau. Cái này vẫn còn. Lên luôn. Training nó để cho nó thêm đạn đi. 2001. Ok vừa đủ luôn. Thêm đạn nè. Rồi. Đâu đây? Không cái màn chạy tiếp màn 4 đi. Chạy tiếp màn 4 ở chế độ easy đi các bạn. Đúng, hồi nãy mình tính unlock cái thằng này nhưng mà mình thấy chưa đủ tiền và mình đã update hai thằng này luôn. Từ từ. Để coi customize nó. Rồi, nó có cái AK rồi. Không sao hết, play thôi. Thanh niên này không lụ à. Mà mình chưa có unlock tới nó. Cái này không phải là các bạn chơi một lần là mấy dòng sau các bạn qua dễ đâu. Các bạn phải chơi đi chơi lại để kiếm thêm tiền, để nâng cấp lính, để mở thùng. Rồi, mình coi sơ cái địa hình nha. Này là có hai đường nha, một đường trên này, một đường dưới này. Thì cái đường sáng á, cái đường đang sáng như vậy nè là cái đường nó sẽ đi trước, còn cái đường mờ mờ nữa nè thì nó sẽ đi sau. Rồi, chúng ta đi lính xuống. Sơ sơ thôi. Mình sợ mình đồ không đủ bên này. 35 thôi, chưa 35. Rồi, chạy đi. Cái này lo hết luôn á. Không coi đường thằng nhiêu tiền luôn, nhiêu tiền đây. Có đồng à. Mình mà cho cái thằng lính nó bắn cũng mệt lắm á. Xử lý không hết thì mình chơi mềm thôi chứ đâu. Bắn. Ôi ôi. Ôi ôi. Bạn ơi. Sáng chưa? Cái đường này chưa sáng nè. Chưa sáng là chưa ai đi hết á. Tiền. Chịu nổi không? Chịu không nổi thì mình đặt mềm. Cái gì đây? Bản vẽ. Để cho nó bắn vô cái thùng đó còn sao các bạn. Rồi giờ nó đi hai đường rồi. Sao đây, sao đây? Rớt lại gì? Cái cây AUG. Rớt là một cây AUG đợt xanh. Đang tự hỏi không biết nó có xịn không ơi. Rồi bây giờ mình đang thủ hai đường luôn nè. Bùm. Má ơi giáp kìa. À, hết tiền luôn, hết tiền mua đạn luôn các bạn. Rồi tính khỏi bắn cái mấy cái thằng này. Rồi xả vô đây. Xả vô. Có tiền. Mình quên coi một thằng này bao nhiêu tiền nữa. Vậy. Rồi được thêm 300. Từ từ. Ok. Weapon gì đây? Cái AUG nè, 36 equip đó luôn. Mình chưa có tới cái độ mà dư giả để mình đổi súng đâu nha. 2000 mấy. An ninh nó đi. Chết luôn. Nâng kill đạn nè. Nó lên level 8 là ghê không? Cái này nó sẽ có nhiều đạn hơn. Nó có nhiều đạn hơn á thì mình lợi một cái á, là khi mà mình thay đạn á thì mình sẽ có nhiều đạn hơn, có nghĩa là mình sẽ tốn ít tiền hơn để mình nạp đạn cho lính. Vì mỗi lần mà mình thay đạn á thì nó sẽ nhiều hơn cái lần trước. À, nó lên 6%. Được. Cái này nó có ống lựu nữa. Ngon vậy. 1% hả? Cũng được. Bán 100 viên thì được một cái lựu. Cũng ổn. Dam to armor thì cái này cũng rất là cần thiết nè. Nhưng mà chỉ cần thiết về sau thôi. Dam to armor thì chủ yếu là mình chơi cái này các bạn. Mình chơi thằng lính này nè. Thằng lính cuối nè. Nhưng mà không tiền lắm. Rồi mình sẽ chơi tiếp cái mission 5 để mình có một cái rương này chắc là rương bạc rồi. Nó có xanh xanh rồi, để mình coi rương đó rương gì. Đây. Nó không phải là rương bạc. À đúng rồi, nó là rương bạc. Mình nói là rương sắt nha. Rương này là rương sắt. Rương đồng. Rương bạc. Rồi rương vàng. Rồi. Ok mình play thôi. Easy. Go. Chưa có mở được lính bắn tỉa. Thằng này lính bắn tỉa nè. Sniper nè các bạn. Rồi. Ui cái gì đây? Ngoài. Thằng này được á. Nó thủ ở đây coi bộ online đấy chứ. Nhưng mà mình chắc chắn mình sẽ phải thủ cái đường này trước. 1, 2, 3, 4. 4 ô. Rồi thả hàng lính xuống thôi. Chắc chắn phải thả hàng lính xuống rồi. Chọn hàng lính ở đây đi. Sao có thêm thằng 3 thằng. Mấy cái con bọ này nó chạy nhanh lắm nè. Bắn vô đây coi. Không có tiền nữa. Bắn vô đây các bạn. Để khỏi rớt ra gì. Unique. Cái này là chủ yếu là để làm chậm thôi các bạn. Thằng này nè. Mình bắn, mình mới cho nó rớt ra cái đồ unit á. Để coi nó như thế nào. Rồi, quay tiếp theo. Cái này chưa ra. Nó không biết nạp cái này nhiều ta, nạp này 34 lận á. Thục đi. Nói chung là cứ thục đi. À, thằng này nó thủ với đây chắc lắm. Lụm tiền. Lụm tiền. Thọc đi. Há coi thọc rồi. Coi cũng lật đó chứ, giỡn luôn. Mình thay đổi thành cái súng ngon hơn nè. Mình thay đổi thành cái súng đắt tiền thôi. Cái này tới 64 lần. Trời ơi. Má kia không thấm luôn á. Máy này chỉ cần trái mìn để đây thôi. Ê, cho cây shotgun đây đi. Không các bạn. Cái này mỗi con có một thôi à. Cái này mỗi con có một tiền thôi à. Bây giờ mình chơi cái này mình phải tính toán từ từ để coi mấy con chim này bao nhiêu tiền. 4 tiền nha. Wow. Trời ơi, dễ gì qua bạn. Cái này cho trái mè vô đây quá. Ừ. Vậy Sergeant là gì ta? Sergeant chứ phải Sergeant. Các trung sĩ. Rồi được 2000 mấy rồi nè. Ok. Coi trong cái rương này có cái gì nè. Click to crate to open. Một cái súng phóng lựu. Một cây súng gì đó. Theo mình là một cái cây súng phun băng. À, một cái sniper. 4 trái mìn. Một cái shotgun. Ôi, một cái shotgun tím anh em ơi. Từ từ nha. Theo mình biết là những cái cây mà càng cao thì cái tiền đạn của nó càng rẻ. Đấy, đúng không? Càng cao nè. Để mình đề nêu nè. Để mình coi 700 500. Nhưng mà đạn này nó nạp 10 nha. Còn đạn này chỉ nạp 8 thôi. Bỏ vô. Từ từ. Bỏ đây luôn. Cái này cũng chung loại nè. Mình recycle luôn. Mình equip thằng này vô. Thằng này không cần nó luôn á. Thằng này là 600. Cho mình recycle luôn. Mình sẽ update cái cây này lên đây nè. Update cái cây màu tím này lên. Cộng thêm 10 nè. Update thử một cái cho biết nha. Đó, nó sẽ lên một cột đây và mình update được 3 lần. Rồi, nãy mình mở được cái cây unit này nè. Ủa, cái cây này cũng 31 nè. Từ để coi. Cái này là nó tăng cái độ đóng băng nè, độ lâu đóng băng nè. Cái này chỉ có 6 giây là mở này 8 giây lần. 9 giây rưỡi lần. Đam thì cũng vậy thôi. Đam to hơn chứ, răng gặp phai, xa hơn luôn. Quá ngon, nhưng mà cái này mình cái thằng lính này là level 5 nó mới xài được cái cây cuối này nha. Rồi, cái cây này thì remove đi. Equip nó. Dời lên đây. Mình recycle được. Recycle nó luôn. Lính bắn tỉa thì mình chưa có thuê được. Thằng này cũng vậy luôn. Mình nghĩ mình chưa có cần súng lính bắn tỉa rồi nè. Rồi, coi như là đội hình rồi mình ổn định rồi đó. Ok, chắc hôm nay mình cho tới đây thôi nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.